Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Quảng Trị hiện có gần 4.700 hecta cà phê, chủ yếu là cà phê chè, nhưng trong đó có đến 2.400 hecta cà phê do trồng đã quá lâu nên già cỗi, sinh trưởng kém, cần được tái canh. Để nâng cao chất lượng và giữ vững thương hiệu cà phê Khai Sinh, tỉnh Quảng Trị đã đưa ra nghị quyết từ nay đến năm 2025, mỗi năm sẽ tái canh 200 hecta cà phê chè. Tái canh cà phê là vấn đề cấp thiết nhất lúc này với cây cà phê ở Hướng Hóa nhằm đảm bảo chất lượng cũng như thương hiệu cho cây cà phê. Đặc biệt trong quá trình tái canh thì điều cần quan tâm nhất đó chính là vấn đề giống. Trong chương trình đồng hành cùng cà phê Arabica ngày hôm nay, ông Hoàng Công Chẩu, trạm trưởng trạm khuyến nông huyện Hướng Hóa sẽ chia sẻ một số vấn đề cần lưu ý khi tái canh, mà đặc biệt là cách chọn các loại giống cà phê phù hợp với vùng cà phê Hướng Hóa và cách ươm cây giống để quá trình tái canh đảm bảo đúng kỹ thuật. Với cái chương trình mà tái canh cà phê của huyện tỉnh đã xây dựng đến là năm 2025, thì thưa bà con, thì trong cái tái canh cà phê ấy, thì các cái kỹ thuật cực kỳ quan trọng, đặc biệt là cái giống và cây luân canh cây đất để mà trồng mới lại, thì bà con phải chú ý cái đó đấy. Vì những cái đó là những cái khâu là then chốt mà Sở Nông nghiệp đã đưa vào cái quy trình đã khuyến cáo để bà con làm. Thì sau khi mà chọn được cái hạt giống ở hai cái vườn đầu dòng thì chúng ta có thể về tổ chức ươm, hoặc là bà con đến mua về ươm, hay là bà con khi mà lấy giống á thì đi mua cả cái vườn ươm là có uy tín, có chất lượng, có được cấp phép ươm để đàng hoàng, để mà tin tưởng. Thì để mà đảm bảo có giống tốt thì chúng ta sẽ chọn những cái cây, thứ nhất là đảm bảo cái năng suất, cái hai là không có cái sâu bệnh, cái thứ ba là sinh trưởng tốt, đồng đều. THA1 là cái giống trong viện mới đưa ra, viện thì cũng được khảo nghiệm ở cả cái khu vực trồng cà phê ở trên cả nước rồi. Cái nguồn gốc và lý lịch của cái giống này á, thì sinh trưởng tốt, cho năng suất, kháng sâu bệnh. Đấy. Thì hiện tại đến giai đoạn này 3 năm thì vườn cà phê phải thừa nhận sinh trưởng rất tốt, không có sâu bệnh. Thì so với cái giống cà phê Catimo mà mình để chọn làm giống á, thì có cái khác. Cái thứ nhất á, là cái cây của nó sinh trưởng lúc đầu rất mạnh. Cái thứ hai là đột lõng của nó thưa. Cái thứ ba nữa là quả nó khác, là quả nó to. Thì chứng tỏ là một cây có cái tiềm năng rất rất lớn, khả năng tròn để mà sau này tròn để làm giống để tái canh là được. Ngoài cái giống cà phê Catimo mà có chứng nhận rồi á, thì đây là một lựa chọn để sau này để làm giống phục vụ cho cái tái canh của huyện. Còn về cái kỹ thuật làm, đầu tiên bà con phải quan tâm cái thứ nhất, đất để đổ bầu. Đất đổ bầu là phải đảm bảo có độ mùn và tưới xốp rất cao, và tỷ lệ phân chuồng hói ở trong bầu phải 30%. Trong đó có lân trung pe, lân hoặc lân nung chảy khoảng là 5-10 gram cho một bầu. Kích thước bầu để đổ phù hợp thì khoảng từ là 12, rộng 12-14 cm, chiều cao là 18-20 cm, có đục là 8 lỗ ở phần gần dưới đáy. Về cái kỹ thuật đổ bầu thì bà con là đổ bầu đầy bầu chứ không được nén chặt, thì nếu mà nén chặt thì sẽ bị rễ sau khi mình cấy cái con xuống. Mà đổ mà để quá lỏng thì sau này là cây nó sẽ bị là nghiêng ngả và bị chun, và miệng tưới nước thì nó sẽ gập miệng túi xuống. Khi mà đổ bầu xong thì mình sẽ xếp bầu theo cái thiết kế, tức là một hàng bầu là cỡ khoảng là 1m đến 1m2, và có cái đường đi khoảng 40-60 đi để chăm sóc. Trên vườn là phải lợp dàn bằng cái lưới khả năng che chắn được nắng khoảng 70%. Giai đoạn tiếp là cấy cây con bao bầu. Khi mình xử lý và dẫm ủ cây ở ra ở vườn cây con
Cái cây mà có hai là cả thì bắt đầu là mình nhổ cấy. Khi cấy vào thì bà con tụi là dùng cái bái cấy nhọn đúc một cái lỗ thẳng bên giữa và ngoại tròn. Sau đó là lấy cái cây, cây và nếu mà rễ dài thì mình cần ngắt đi để lại cỡ khoảng là 5 cm, 4-5 cm để chống khỏi quan rễ khi cấy. Sau khi đặt cây vào trong bầu có độ sâu cỡ khoảng là 1 cm đến 1,5 cm thì giữ nguyên và dùng cái bay cấy đó là cắm một bên ảnh chặt lại là để cái lỗ đó tác dụng là để khi mà mình tưới nước là nước nó thấm về. Cấy xong chăm sóc là bà con thường thường là phải là tưới đủ ẩm, không cần tưới nước quá nhiều, vừa đủ ẩm. Một ngày thì cỡ khoảng một lần, nếu mà trời mưa nhiều quá thì không tưới. Và trong giai đoạn này là chú ý là bóp bầu sợi vàng để chống cái bệnh lở cột rễ. Giai đoạn này là hay bị bệnh lở cột rễ. Và chú ý là phun phân bón lá cỡ khoảng là tuần hay 10 ngày đó, phun cho nó một lần và kết hợp và phun thuốc nấm phòng cho bệnh lở cột rễ. Cây khi mà chăm sóc đến khoảng 4 tháng khi đó cây đã đạt đến là 3,5 cặp, 3 cặp đến 3 cặp rưỡi, có khi đến 4 cặp lá thì chúng ta phải cũng lưu ý để khi đó là chăm sóc và điều chỉnh dàn dần, huấn luyện cây dần. Giai đoạn này thì trời là mưa nhiều, thiếu ánh sáng, chúng ta do đó phải quan tâm cái đoạn này là phải hạn chế tưới nước, không tuyệt đối không được tưới đạm khi trời đó, vì giai đoạn này là dễ hình thành là các cái bệnh lở cột rễ và cây sẽ vong. Khi mà ươm được khoảng 6 tháng tuổi ấy, thì để cái tiêu chuẩn cây giống để đưa trồng ấy, thì bà con chú ý là cần phải đạt thứ nhất là chiều cao của cây ấy, phải ít nhất phải được 22 đến 25 phân. Cái thứ hai là số cặp lá 5 đến 6 cặp. Cái thứ ba là tuổi cây trong vườn ươm ấy, là ít nhất cũng phải được 6 tháng hoặc 5 tháng rưỡi. Đặc biệt phải chú ý là không bị dị hình, không bị sâu bệnh, không bị cụt ngọn, và những cây được chuyện đi trong là không được vỡ bầu. Thì chúc bà con thành công. Hy vọng rằng với những hướng dẫn từ ông Hoàng Công Chầu, trạm trưởng trạm khuyến nông Hướng Hóa sẽ giúp cho bà con có những định hướng đúng trong việc chọn giống nhằm tái canh cho cây cà phê, cũng như có những kỹ thuật đúng trong quá trình ươm giống. Và ngoài việc tự ươm giống theo đúng kỹ thuật mà chúng tôi vừa mới chia sẻ ở trên, bà con và các bạn cũng có thể đến các vườn ươm tại địa chỉ Nguyễn Thị Tuyết Lan, km 1 đường Hồ Chí Minh B, thuộc khối 1 thị trấn Khe Sinh, Hướng Hóa, Quảng Trị, hoặc cơ sở sản xuất và chế biến Hoàng Thị Hải Yến, km 1 đường Hồ Chí Minh B ở Khe Sinh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Đây là hai cơ sở sản xuất và chế biến hạt giống cà phê chè đảm bảo tiêu chuẩn và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận, để có thể có những cây giống tốt nhất cho quá trình tái canh cây cà phê của vườn nhà mình. Và đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Cà phê Arabica cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.